Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 18 câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những bè mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý vị và các bạn, chị Marie Latate sinh năm 1822, mất năm 1847, người Pháp, nữ tu dòng Thánh Tâm, đã ghi lại trong cuốn hồi ký về sự trợ giúp quý giá của các thiên thần bạn mình. Chị trình bày mối hiệp thông của linh hồn với thiên thần bạn mệnh vô cùng sinh động. Sự hiệp thông này giúp con người dần dần trở nên giống như thiên thần. Mối hiệp thông đưa đến hai hiệu quả: trí thông minh được soi sáng và ý chí được củng cố. Thiên thần loan báo cho con người biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa, soi sáng và chỉ dạy con người cách hữu hình hay vô hình, thông thường bằng cách vô hình, bởi vì thiên thần nói với linh hồn và với tâm trí, giống như mối hiệp thông giữa hai thiên thần vậy. Đức ông Giuseppe Del Ton khẳng định, mỗi người khi sinh ra đều được Chúa trao phó cho một thiên thần hộ thủ. Vị thiên thần này có nhiệm vụ đặc biệt là phải chăm sóc trong mọi sự và bởi mọi sự. Người được giao phó cho mình, và Ngài phải trả lẽ trước mặt Chúa về phận vụ của mình. Tất cả mọi người không tin vào những kẻ tự xưng là vô thần. Dĩ nhiên là phạm vi hoạt động của vị thiên thần có nhiệm vụ chăm sóc kẻ không tin bị giới hạn rất nhiều. Bởi lẽ Ngài không hành động được bao nhiêu, vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Nhưng dĩ nhiên là Ngài phải dùng hết khả năng của mình để đưa người được bảo hộ về với đường ngay nẻo chính. Việc Thiên Chúa trao ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ nói lên tình yêu của Ngài dành để cho con người. Thật vậy, với sự hiện diện của các thiên thần hộ thủ, con người như được tiếp giáp với Thiên Chúa, đấng mà mắt phàm không thể chiêm ngưỡng. Bởi các thiên thần hộ thủ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa. Nhờ sự chiêm ngưỡng đó, các thiên thần hộ thủ chiếu tỏa ánh vinh quang của Thiên Chúa nơi con người. Qua việc các Ngài chỉ dẫn con người hành động theo thánh ý, mách bảo cho con người việc nên làm và việc không nên làm. Nhờ đó, con người sẽ được trở nên giống như các Ngài trong ngày sau hết. Con người được cao trọng không những vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng còn vì sự hiện diện của các thiên thần hộ thủ trong từng người.
bởi các ngài là sứ giả được chính Thiên Chúa sai phái đến để hướng dẫn và giúp đỡ con người sống đúng với phẩm giá của mình. Do đó, con người phải cộng tác với các thiên thần hộ thủ qua việc tôn trọng thực thi các chỉ dẫn của các ngài trong cuộc sống. Cụ thể như lắng nghe tiếng nói của lương tâm ngay thẳng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã quan phòng trao ban cho chúng con vị thiên thần hộ thủ để giúp đỡ chúng con trên đường tiến về nhà Chúa. Cuộc hành trình của chúng con đầy cạm bẫy gai chông, đầy quyến rũ của thế trần như danh vọng, tiền tài và đam mê nhục thú. Chính các thiên thần hộ thủ giúp chúng con vượt qua những thử thách cám dỗ này. Xin Chúa giúp chúng con luôn lắng nghe các ngài hướng dẫn để chúng con tiến bước trong bình an. Amen.